24/7 love, EIET. Xin chào các bạn, mình là Slowly. Mình là con Hin. Sao mình chỉ bên đây bọn. Ok, và đây là video update thứ hai của VIP đến với Christmas Party tại Hoa Sen. Chúng mình có một tin tức mới là một mini album của VIP có tên là 24/7 Love mới được ra. Và đây sẽ là món quà nhỏ cho các bạn tại mùa Giáng sinh năm nay. Và hẹn gặp lại các bạn tại Tổ chức. Đây là tài trợ Việt Plus Tổ chức. Navas. 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 See you there. Yeah. Navas. Navas. Chạy đâu, chạy đâu. Ê, đi ăn đâu ấy ạ? Đi ăn đâu ấy? Đi ăn này. Đi ăn. Wow. Yeah. Hình như host nhất để đâu ấy? À, chúng ta phải hả? Cảm giác rất là hạnh phúc khi được cầm cái album này chúng ta. Rất hãnh diện. Một khóc, một khóc. Cần một bộ bạn. Rất cảm ơn anh. Bạn nào muốn có CD nào? Bán CD khuyến mại không ý?